Thưa quý vị, vụ việc ô tô rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét trên đèo Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng, sau đó lực lượng chức năng phát hiện hai người thương vong đã thu hút sự quan tâm của dư luận vài ngày qua. Những tình tiết mới liên quan đến vụ việc tưởng chừng là một tai nạn này, hóa ra lại là một vụ án mạng đang khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Chiều 24 tháng 10 năm 2024, Công an thành phố Bảo Lộc thực hiện lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Thị Thu Trang, 39 tuổi, quê thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm Trang là người lái ô tô chở thi thể người đàn ông 38 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh lên đèo Bảo Lộc vào ngày 21 tháng 10 và cho xe lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc. Lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Trang đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc phê chuẩn. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nghi phạm Nguyễn Thị Thu Trang lên mạng xã hội tìm mua chất độc cyanua. Đến ngày 20 tháng 10, khi nghi phạm cùng nạn nhân đi trên ô tô, nghi phạm Trang đã đầu độc nạn nhân bằng cyanua. Sau đó, nghi phạm lái ô tô lên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Tại đây, Trang chạy ô tô lên, xuống đèo Bảo Lộc nhiều lần để chọn thời điểm và tìm vị trí thuận lợi để cho ô tô rơi xuống vực. Đến khoảng 12 giờ ngày 21 tháng 10, nghi phạm Nguyễn Thị Thu Trang chở thi thể nạn nhân đến km 104+440 quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc, rồi lao ô tô cùng thi thể nạn nhân xuống vực sâu. Phía chiều lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt. Trước đó, nhận tin báo có vụ ô tô rơi xuống đèo Bảo Lộc, trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông và công an thành phố Bảo Lộc cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 thuộc công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ, đưa thi thể nạn nhân và nghi phạm Nguyễn Thị Thu Trang từ vực sâu lên mặt đường. Lúc đó, nghi phạm Trang bị thương nhẹ và tỉnh táo, được cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện 2 Lâm Đồng để cấp cứu và lấy lời khai. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2024, bão Trà My, tức bão số 6, đã ở trên đất liền phía tây bắc đảo Luzon thuộc Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức 75-88 km/h, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 15-20 km/h. Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 690 km về phía đông. Bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 320 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, sau đó khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Dự báo tác động của bão Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10. Tức từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, sóng biển cao 3 đến 5m, vùng gần tâm bão 5 đến 7m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ôi giời. Trưa ngày 24 tháng 10 năm 2024, đại diện Viện Khoa học Hình sự C09 Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa huy động lực lượng đến hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Đại diện C09 cho hay, sau khi xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Phú Thọ đã có đề nghị trưng cầu phối hợp điều tra nguyên nhân. Sáng ngày 24 tháng 10, C09 đã cử những cán bộ nhiều kinh nghiệm của Phòng Giám định Kỹ thuật Cháy nổ thuộc cơ quan này đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chùa Phổ Quang. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng, vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo, bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa. Đồng thời, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa.
tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Chùa Phổ Quang xây dựng cách đây hơn 800 năm theo kiểu chữ công, lợp ngói, có hai cấp chùa. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1980, lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị, đặc biệt là bàn thờ Phật bằng đá từ thời Trần với họa tiết hoa văn độc đáo, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng, cơ sở vật chất trong ngôi Tam Bảo Chùa Phổ Quang gồm bảo vật quốc gia bàn thờ Phật Thạch Tòa, hàng chục pho tượng, nhiều hoành phi câu đối, 17 bát hương, một phản gỗ đặt trên bệ đá hoa sen, hai bộ chấp kịch, hai đèn gỗ, hai bộ đèn bằng đồng, một bộ lư bằng đồng. Thưa quý vị, nối gót các trang thương mại điện tử từ Trung Quốc trước đó như là Taobao hay là Shein, thì Temu, một nền tảng thương mại điện tử giá rẻ, đã âm thầm tiếp cận thị trường Việt Nam. Những sản phẩm rẻ đến bất ngờ cùng chương trình tiếp thị liên kết với mức hưởng hoa hồng lên tới 30% của nền tảng này đã khiến người tiêu dùng cùng các cơ quan quản lý không khỏi quan tâm. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 và chiều ngày 23 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đã thông tin về quan điểm của Bộ Công Thương đối với sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong những ngày vừa qua khi tiếp nhận thông tin về sàn thương mại điện tử Temu thì cá nhân ông cũng đã trực tiếp giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số theo dõi, rà soát, đánh giá tác động của sàn này đối với thị trường, người tiêu dùng Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khẳng định, theo quy định của Nghị định số 85 năm 2021, tất cả các sàn thương mại điện tử hoạt động tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục đăng ký và phải được cấp phép. Trước chiến lược giảm giá của Temu khi vào thị trường Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết ông cảm thấy giật mình trước mức bán giá rất rẻ của sản phẩm. Ông nhấn mạnh rằng cần có sự điều tra, nghiên cứu cụ thể trước khi khẳng định liệu mức giá thấp như vậy có phải là hàng thật hay không. Ông cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với việc mua bán theo thỏa thuận trên thị trường. Cũng theo Thứ trưởng, để kiểm soát hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, Bộ Công Thương vẫn đang triển khai đề án đảm bảo quản lý chặt và chống gian lận hàng giả, hàng nhái. Trong đề án này, Bộ Công Thương đã giao Tổng cục Quản lý Thị trường trực tiếp theo dõi và đang áp dụng nhiều giải pháp để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử. Vâng, thưa quý vị, sau thông tin Temu ra mắt tại Việt Nam thì chúng tôi đã tham khảo qua giá bán trên nền tảng này. Và thật bất ngờ khi nhiều sản phẩm có giá bán khá rẻ, có sản phẩm được giảm giá 2-3 lần so với giá thành hoặc được khuyến mãi lên tới 80%. Ví dụ như chiếc giá đỡ điện thoại treo tường này, giá chỉ còn hơn 9.000 đồng, giảm tới 81% so với giá gốc. Sản phẩm cũng nhận được đánh giá đến 4.7 sao và hàng ngàn phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cũng nhiều sản phẩm có giá rẻ hơn so với các sàn khác. Nổi bật như sản phẩm massage toàn thân, nếu trên các sàn khác giá dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng, thì Temu lại có giá chỉ hơn 1,3 triệu đồng cho sản phẩm tương tự. Thậm chí là Temu còn gắn nhãn giảm hơn 70% cho sản phẩm. Việc Temu có nhiều sản phẩm giá rẻ là nhờ vào mô hình kinh doanh kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng, cắt bỏ nhiều khâu trung gian. Chính vì thế mà thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đã khốc liệt, nay càng khốc liệt hơn. Theo thông tin được chia sẻ trên nhiều diễn đàn trong những ngày gần đây, Temu là một nền tảng thương mại điện tử giá rẻ thuộc sở hữu của PTT Holdings, công ty mẹ của Pinduoduo, một trong những sàn thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới này đã phủ sóng, mở rộng ra nhiều hoạt động ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Úc, các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và đến nay là Việt Nam. Dù chưa chính thức đăng ký hoạt động tại Việt Nam, nhưng Temu cũng đã phần nào để lại ấn tượng cho người tiêu dùng. Việc đánh giá liệu nền tảng này có thể cạnh tranh lâu dài với các ông lớn đi trước hay không sẽ cần thêm thời gian và sự theo dõi từ cơ quan quản lý. Vâng, thưa quý vị, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan và những tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn cùng các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.